Chào các bạn, những người yêu công nghệ. Và ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là Prime X, một mẫu điện thoại mới của Mobistar. Có thể hiểu với cái tên này đó là một ẩn số X nào đó rất là bí ẩn. Và trước mặt các bạn là chiếc hộp của sản phẩm. Có thể nói là chiếc hộp này được thiết kế khá là đẹp mắt với màu trắng. Ở mặt trước sẽ có hình ảnh Prime X. Có lẽ là Mobistar muốn nhấn mạnh vào viền kim loại của sản phẩm bằng cách là in cái phần viền này bằng mực ánh kim rất là đẹp. Ở bên cạnh phải của hộp sẽ là một cái hình ảnh lột tả được cái độ mỏng và bằng phẳng của máy. Như vậy là nhìn vào hộp thì chúng ta đã có thể biết qua được về thiết kế của máy bên trong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra cho các bạn. Ở bên trong là chiếc máy Prime X. Chúng ta sẽ cùng xem về phụ kiện của máy ở bên trong trước đã. Đầu tiên sẽ là một cuốn sách. À, chỉ là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ có tận 2 miếng dán. Một miếng dán cho mặt trước của máy và một miếng dán cho mặt sau. Có vẻ như hãng điện thoại này cũng trang bị cho chúng ta rất là đầy đủ. Và sẽ có một cái túi chống ẩm. Ngoài ra thì những cái phụ kiện chính của máy sẽ được để trong một cái hộp dài như thế này. Đầu tiên các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ được có một cái que chọc SIM nhìn khá là đẹp, gài ở phía bên ngoài. Mở hộp ra thì sẽ có được bên trong một cái cáp micro USB. Tiếp theo là một củ sạc khá là nhỏ gọn. Cùng là một cái tai nghe dạng nút nhét và sử dụng dây dẹt chống rối, được thiết kế cũng khá là đẹp mắt. Và đó là toàn bộ phụ kiện của Prime X. Chúng ta sẽ cùng đến với chiếc máy. Ở video lần trước thì mình đã giới thiệu về Prime X rồi. Và nó có một cái viền kim loại. Tuy nhiên là ở video trước thì đó là viền kim loại mạ vàng. Còn ở đây thì sẽ chỉ là viền bình thường thôi. Kế của Prime X cũng tương đối là đẹp, với hai mặt bằng phẳng. Viền kim loại chạy bao quanh thân máy với những cái đường nhựa chia cắt để thoát sóng. Mặt trước nếu mà tắt màn hình đi thì chúng ta có thể thấy gần như là một màu đen hoàn toàn. Còn nếu mà mở màn hình lên thì sẽ thấy được con hàng phím cảm ứng ở phía dưới. Mình cũng đánh giá cao cái thiết kế của Prime X ở chỗ là hàng phím này nó sẽ không sáng rõ và nó chỉ sáng mờ thôi, để cho máy vẫn đạt được cái thiết kế khá là đồng nhất về màu sắc. Ở đằng sau chúng ta sẽ thấy được logo Mobistar ở chính giữa. Ở dưới là tên của sản phẩm Prime X được in nhỏ hơn. Ở góc trên bên trái sẽ là camera và đèn flash. Về cấu hình thì Prime X được trang bị chip xử lý MediaTek MT6592 với 8 nhân, xung nhịp 1.4 GHz. Máy sẽ được trang bị lượng RAM là 2GB. Màn hình IPS có kích cỡ là 5 inch, độ phân giải HD sẽ cho một chất lượng hiển thị tương đối là đẹp, cùng với góc nhìn cũng khá là rộng. Điểm đáng giá ở trên Prime X đó chính là bộ camera với 13 megapixel ở mặt sau và 5 megapixel ở mặt trước. Camera chính của máy thì được trang bị công nghệ cảm biến OmniVision cùng với Full Cell cho tốc độ lấy nét và chụp ảnh khá là nhanh. Ở điều kiện đủ sáng thì máy sẽ cho những bức ảnh không thua gì những chiếc điện thoại siêu cấp khác. Ngoài ra camera trước với 5 megapixel ống kính góc rộng thì chúng ta có thể có được những bức ảnh tự sướng khá là đẹp. Chi tiết về camera cũng như là cấu hình của máy thì mình sẽ mang tới cho các bạn trong những video sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến một chút về phần mềm của máy. Máy được trang bị hệ điều hành Android 4.4.4 KitKat. Nhìn thì nó tương đối là giống với giao diện gốc của Android. Tuy nhiên thì nó cũng đã được Mobistar tùy biến khá là nhiều. Ví dụ như là nhìn qua thì mình đã nhìn thấy hai điểm tùy chỉnh trên chiếc điện thoại này. Đầu tiên là khi các bạn vuốt từ gạch trái sang thì chúng ta sẽ có một cái giao diện giống như là cái giao diện Quick Setting. Ở đây thì các bạn có thể chọn được là độ sáng màn hình này, âm thanh này, rồi bật tắt wifi, rồi xoay màn hình các kiểu. Ngoài ra thì khi vuốt từ dưới lên chúng ta cũng sẽ có một số cái tính năng, ví dụ như là tắt máy này, hoặc là bật đèn pin này, hay là máy tính rồi máy ảnh vân vân. Ngoài ra thì cũng có một cái nút ở chính giữa này để giải phóng RAM. Đó là điểm tùy biến ở trên máy và đó là về mặt giao diện. Tổng kết lại với mức giá 4.5 triệu thì Mobistar cũng là một chiếc điện thoại rất tốt, với thiết kế rất đẹp mắt và cao cấp, với cấu hình phần cứng tương đối ổn định, với camera chụp rất là đẹp. Và thêm một điểm đáng yêu nữa trên chiếc điện thoại này, đó chính là nó có nguồn gốc xuất xứ từ quê hương Việt Nam của chúng ta. Và vừa rồi mình vừa gửi đến cho các bạn bài mở hộp chiếc điện thoại Mobistar Prime X. Hy vọng là các bạn sẽ thích chiếc điện thoại mang thương hiệu Việt Nam này. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.